rồi em xin chào tất cả mọi người ha thì hôm nay em cho em chuyển qua cái dạng thọ ha thì hôm nay em chia sẻ với cái tiêu đề à, cách chăm dạng thọ con ha dưới 10 ngày tuổi tức là mọi người lưu ý kỹ giúp em ha tức là những cái phân thuốc ngừa bệnh này nọ rồi ha là trong cái trường hợp đối với cái giai đoạn mà cây con trong thời điểm hiện tại bây giờ ha thì nó rất dễ bị là cái bằng rất bệ dễ bị chết hàng lọt ha thì hổng gà em cũng có trong các hội nhóm về cái cây mà qua vàng thọ thì em cũng thấy rất nhiều người gieo đến cái thời điểm như thế này ha thì ở đây em trồng giống rồng vàng B3, B2 với B3 ha Giống mà kinh giống rồ á Tức là B2 rồ, B3 rồ ha Thì với cái tỷ lệ mà của hạt giống gồng vàng ha Thì mọi người xem ha Đó Thì nó đạt khoảng là trên 90% ha Nó vẫn có cái cây không lên ha Em đây ví dụ nè ha Đó. Nó có lỗ này trống nè ha Rồi một lỗ trống nè Đó Đây hai lỗ trống ha Thì một dĩ 104 lỗ như thế này á thì một dĩ trung bình ha trung bình em nói là em lấy trung bình tức là cái dĩ mà nhiều nhất là nó khoảng 4 lỗ mà cái dĩ mà 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 thấp nhất thì nó khoảng hai lỗ ha thì em cho nó đạt là 90 phần trăm rồi em dạo cái tiêu đề tiêu đề chính ha, là trong cái cây con mà dưới ngầm dưới 10 ngày tuổi ha tức là đối với cây con trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì không mọi người không có vô phân đặc biệt mọi người lưu ý kỹ giúp em ăn chưa cho nó ăn phân trong cái thời điểm hiện tại bây giờ ha là việc đầu tiên đối với cái cây mà của em lại bây giờ là nó khoảng sáu bảy ngày tuổi em gieo bữa như bữa 21. 21 ha, thì nay 20 28 khoảng 7 ngày tuổi rồi ha. Thì về cơ bản nó nó đã lên lá mầm rồi ha. Nó đã lên lá mầm, lên đều rồi ha. Lên lá lộng em xin lỗi. Lên lá lá tia ha, lá nhám á, cái lá đầu tiên ha, cái tức là cái, cái cặp lá đầu tiên. Thì về cái cách chăm á, trong cái thời điểm hiện tại bây giờ á thì việc đầu tiên là nước ha nước thì mọi người chỉ là tưới xương còn ở đây là em xả nắng rồi ha em xả nắng rồi này ha à, em xả này à, à, khoảng 2 ngày rồi ha thì em cũng chờ một tấm bạc giống vậy để mà gặp cái trường hợp mà có mưa ha thì em kéo xuống em che lại ha chứ đối với cái cây con mà khoảng bảy sáu bảy ngày tuổi bảy tám ngày tuổi dưới 10 ngày tuổi á thì nếu mà gặp mưa lớn thì nói chung là những hạt mưa lớn nó xói nó nhảy, nó, nhảy ra ngoài luôn nha nói chung nó tạt ra đi ra ngoài còn về phun dưỡng nước thì mình chỉ tưới giữ ẩm giữ ẩm đều ha chứ đừng có tưới ngập quá ha thì em cũng đã thấy rồi vấn đề nước là có rất nhiều anh chị em mình trồng á thì nó, nó 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 tưới nó ngập quá ha thì cái cây mình nó rất dễ bị vàng đầu mà cái dạng thọ ha là ba 3 ba nguyên nhân chính để dẫn đến cái cây vàng thọ mình nó chết là cái nhất là héo xanh. Và cái thứ hai là dư nước ha. Dư nước thì nó bị vàng đầu vàng đọt á. Vàng đầu đọt ha thì cây cái thứ nhất là cây chậm phát triển. Còn nếu mà dư hoài, dư thường xuyên, dư vài ngày ha thì nó dẫn đến thúi rễ và nó chết. À, là cái nguyên nhân thứ hai và cái nguyên nhân thứ ba. Ba nguyên nhân ha mà dẫn đến cái cây con mình nó chết với cây vàng thọ ha nó chết ha là cái nguyên nhân thứ ba là do mình lạm dụng quá liều của phân phân thuốc ha tức là mọi người xài NPK nhưng mà mọi người đi với cái liều lõn đối với cái cây mà trường hợp cây nhỏ này ha thì em chưa có vô phân ha khi nào mà đến cái cặp lá cái cặp lá mà tia đầu tiên á tức là cặp lá đầu tiên của nó ha cặp lá nhám á, lá tia gì đó có nơi mọi người gọi lá nhám còn cái nơi gọi lá tia ha thì em em gọi là cái đọt đầu tiên đi ha thì khi mà nó đã lên lớn nó đã đã đủ lớn rồi ha tức là cái cây mình nó đã đủ khỏe nó lớn một tí nữa thì bắt đầu mình hãy vô phân hãy vô phân ha thì uh, nó chỉ có ba cách để làm cho ba nguyên nhân mà để làm cho cái cây cây dặn thọ con mình á là nó dễ chết là, là nguyên nhân thứ nhất nhất là bị ngập nước ôi nước là nó vàng đầu còn nếu mà vàng thời gian dài quá thì nó dẫn đến thúi rễ và nó chết ha và cái nguyên nhân thứ hai là héo xanh tức là nó bị nấm khuẩn lỡ cổ rễ này nọ rồi ha thì nó cái đó hàng đó là nó chết đồng loạt ha và cái nguyên nhân thứ ba là do phun phân hay là tưới phân quá liều tức là nó bị ngộ độc phân ha thì thằng đó nó cũng chết nhanh ha thì ba nguyên nhân đó thì mọi người nên né ha rồi về việc mà chăm cái cây mà trong thời gian này á thì mình chỉ tập trung vào bộ rễ nó thôi ha thời điểm này chưa ăn phân đâu chưa cái cây mình nó chưa cho ăn phân được đâu tại vì cái lá đầu tiên cái cặp lá mà tia đầu tiên của nó cặp lá nhám đầu tiên á nó chưa có lên nó chưa đủ bự, nó chưa đủ để mà nó quang hợp. Để mà nó đào thải ha, đào thải cái lượng nước và cái lượng mà phân mình tưới vô khi nó ăn phải không? Thì nó gặp nắng nó sẽ quang hợp nó hấp thụ thì cái cây mình nó mới khỏe được. Còn tính đến thời điểm hiện tại bây giờ thì nó mới vừa lú có miếng này ha, nó chưa ăn được phân gì đâu ha. Thì mình chỉ có phun là dưỡng rễ. Dưỡng rễ ha em, ở đây em xài loại dưỡng dưỡng rễ ha. Thì các loại dưỡng rễ là em ở đây em xài là một lần gót hai ha tại vì em xài mai vàng ha em phun gót hai không à thì em à, lấy thằng này em xài luôn ha là một lần gót hai hai lần ba atonic ba là thằng nào ba mờ và bốn nữa là những loại hung mít mà để phun qua lá được phun qua lá mà mình tưới gốc được ha thì em đưa ra những loại phân kể trên để cho anh chị em mình À, tại địa phương của mình ha có những gì thì mình xài loại đó ha có những gì thì mình xài loại đó chứ không phải nhất thiết uh, là phải là thằng gót hai ha tại vì gót hai chạy tại địa phương của em em nó bán rất là nhiều cái loại này chai này chai lớn ha chai này trăm mil trăm mil ha trăm ml rồi có nó có loại chai nhỏ nữa là 8 ml <laughs> 8 ml ha loại cái ống nó cỡ ngón tay cái mình vậy ha thì ở đây em xài mai vàng em xài lỗ bự không em không có xài lỗ nhỏ ha thì tại em xài thường thì nơi tại địa phương của mọi người á có cái gì thì mọi người xài cái đó chứ không nhất thiết phải là hàng gót hai mà cũng phải không nhất thiết phải là nào ba mờ mà không phải là cái này cái kia tức là có những loại gì mà phân mà dạng nước hay là dạng bột cũng được ha nhưng mà phun qua lá và tưới gốc được thì mọi người ra cái tiệm bảo vệ thực vật mọi người mua ha thì việc đầu tiên là mình phun nhưng mà cái cử phun đầu tiên thì mọi người cũng nên phun lỏng nha. Ở đây ví dụ như em kể là hãy dụng có 2 Atonic à, nào 3 mờ ha. Thì ba loại đó đi cho mọi người dễ hiểu nha Thì nè, em phun thằng có 2 nếu mà mọi người có có hai thì mọi người phun có hai ha. Với cái liều lượng là 1 ml cho 2 lít nước ha. Tức là nếu mà mọi người phun lần đầu thì mọi người nên phun à, loãng thôi ha, Tức là phun à, vào chiều mát á mọi người phun sương qua nó một cái ha. Rồi sáng lại thì mình phun sương à, lại một cái nữa ha thì à, nó sẽ à, cái cây mình nó bồ rễ nếu mà cái cây mình á bồ rễ nó khỏe mạnh thì nó phát triển rất là nhanh ha. Thì ở đây à, còn phun à, với cái mật độ phun á, cái ngày phun ha cử cách cử á thì à, bắt đầu là em cái đây là em mới phun à, vừa bữa hôm qua hôm kia ha. Là em phun nó một lần, một cử ha thì nay mai khoảng 3 ngày tức là ba ngày mọi người lặp lại một lần thì trong thời điểm mà nếu mà cái cây mọi người á cái cây của mọi người có lá tia rồi có lá tia rồi ha như thế này này ha thì bắt đầu mình phải phun người sâu phun người sâu ha thì mình kết hợp thằng gót hai hay là các loại dưỡng rễ gì em vừa kể trên ha atonic này nọ đó nào mà mờ ha thì nếu mà mọi người có phun sâu thì mọi người kết hợp thằng dưỡng rễ mọi người cộng thêm thằng sâu cộng thêm thằng sâu giúp em hang thì trong cái 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 uh, các loại thuốc sâu á thì mọi người ra tại địa phương của mình mọi người cứ hỏi đại hàng là thuốc sâu dành cho dạng thọ là cái thứ nhất ha là người ta bán là người ta biết là để người ta bắt đầu người ta đưa người ta bán cho mình ha cái thứ hai nếu mà uh, cái người mua mà người ta không 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 biết ha là dạng dạng thọ tại nhiều loại quá ha thì mọi người mua loại cái dòng mà không có không có nhũ dầu ha tức là cái loại phân mà ở trong cái bịch cái loại thuốc cái thuốc sâu ha trong bịch thuốc nó ghi là không có ngũ nhũ dầu hoặc là nó dòng nó có dòng chữ là quê kép đầu tiên ha thì những loại đó thì mọi người phun với cái liều cũng lõn thôi nếu mà trong bao nó ghi là bao nhiêu em biết thì mọi người cứ đọc hướng dẫn sử dụng trong cái 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 bao bì ha thì mình lấy nửa liều tức là nửa liều trong cái hướng dẫn sử dụng của người ta đưa ra em em ví dụ đi ha là một liều á nó đưa ra là khoảng một một gram trên một lít nước em ví dụ ha hoặc là hai gam đi em ví dụ hai gam đi ha em ví dụ là cái liệu đưa ra là hai gam trên một lít nước thì mọi người pha một gam cho một lít nước giùm em ha tức là mình pha nửa liều là để cho nó có cái hơi thôi ha đối với trong cái thời điểm mà cái đọt như vậy à thì mình pha thuốc sâu chỉ cần có cái hơi thôi là mình đã ngừa được rồi ha và mọi người phun ngừa là cũng khoảng từ 3 đến 4 ngày một lần 3 đến 4 ngày một lần ha tức là mình phun với cái liều lõn mình phun để ngừa tức là mình phun để ngừa nó có cái hơi sâu thôi là con sâu nó không có à ha chứ mà mình đừng có mà để mà phát hiện con sâu nó bị cắn một cái lá rồi ha thì lúc đó mình phải phun trị thì nếu mà mình phun trị á thì mình phải phun là cái liều đúng ha liều đúng ha mình phun ngừa thì chỉ cần cái hơi thôi rồi thì trong cái thời gian này á, là những cây dặn thọ con trong thời điểm mà dưới 10 ngày tuổi á, thì mọi người chỉ tập trung, mọi người lưu ý kỹ giúp em ha, là chỉ tập trung là dưỡng rễ. Ha, cái thứ nhất là phun dưỡng rễ, cái thứ hai là ngừa bệnh heo xanh, ngừa bệnh heo xanh ha, ngừa bệnh mà lỡ cổ rễ này nọ đó, tức là ngừa khuẩn ha. Thì cái giá thể của mọi người làm như thế nào em không biết ha. còn của em thì nói chung lấy mai vàng em sàng ra em em trồng luôn ha chứ em cũng chưa có ngừa chưa có tri cô cái gì hết á. thì bây giờ là em đã phun hết cử đầu tiên rồi ha thì em xài thằng này tại vì em bên đây em cũng có một số dạng thọ văn mai ha à, em đưa cho cho đưa cho mọi người xem luôn ha alias ha thì cái loại này nó phòng ngừa là về khuẩn các loại về khuẩn ha là trên cái giá thể mình ha là cái thứ nhất, cái thứ hai là nó cái loại phân thuốc này nó cũng như nằm cái dạng là nổi hấp hấp thu ha. để em coi đây nè, này là thuốc trừ bệnh này ha. nè nó nằm dạng lưu dẫn ha. thì mình khi mình phun á, thì mình phun ướt đều uh, lên, uh, lên lên lá, cái bộ lá ha. và cái cái uh, nói chung là mình phun ướt đều hết luôn xuống luôn giá thể luôn để cho mình ngừa, ha. mình ngừa từ tên dưới luôn ha. rồi nói với cái cái, cái liều lượng ha, thì đối với cái thằng này thì em xài liều lượng này mọi người xem ha. 50 g cho 25 lít nước. 50 g ha, thì em đã phun rồi. Tức là cái liều là 2 gam phân. 1 lít nước ha, cái liều của nó là đưa ra tức là 2 g phân là 1 lít nước. Thì nếu mà mọi người có ít trồng ít giống em đi ha, em trồng ít trồng chơi tại nhà vậy đó ha. vài chục chậu, 5 10 chậu vậy đó ha. Thì mọi người phun một cái bình mà 2 lít ha thì mọi người pha 1 lít nước và 2 gam thằng alias này. 2 gam ha. Thì bây giờ bắt đầu mọi người ngừa được rồi hang nếu mà chưa phun ngừa Thì người cứ phun ha Tại vì cái thằng Alias này nó là Một cái loại thuốc mà để mà Mình ngừa lỡ cậu rễ cái thứ nhất Cái thứ hai là những nấm khuẩn Trong cái giá thể ha Và cái tác động bên ngoài nó cũng có nè ha và đó cái đó là thằng Alias Và những cái loại mà dạng thọ văn mai ha Này của bạn em mới cho Khoảng vài chục cây ha Thì em trồng uh, chơi thì nói chung là em xài luôn cả hàng alias chứ còn mà dạng thỏ ban mai mọi người xài ghi domain là không được ha phun thằng ghi là dạng thỏ ban mai lập tức là nó gội liền ha rồi thì clip này em cũng xin sơ lược lại đến với tất cả mọi người mới tập trồng cây dạng thọ ha có cái cách để mà mình tham khảo ha là cách mà đi phân phun thuốc phun ngừa ha rồi đến khi nào mà mình em vô phân thuốc ha thì em sẽ cập nhật tiếp thì đối với em cũng xin nói trước đến với tất cả mọi người ở đây em đối với dạng thọ cây con thì em chỉ xài là thằng hữu cơ thôi ha Thằng hữu cơ thì à, tại vì cái 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 dạng mà à, cây con này nó mới lên cặp lá đầu tiên nó chưa có cái gì để gọi là nó quan hợp hay là năng mạnh tức là cái rễ nó còn yếu thì mọi người nên ưu tiên phân hữu cơ dạng nước cái thứ nhất hoặc là à, phân là cái bằng là dynamic phân gà mà gà nén viên ha, tức là phân dynamit tức là người ta đã qua xử lý sẵn rồi ha. Nếu mà phân dạng nước thì mọi người cứ canh theo liều lượng, mọi người cứ cứ là chia ra là nói chung là nửa liều giúp em. Thì mọi người phun mọi người phun ha, tức là những loại hữu cơ dạng nước nó có thể có những loại ha, nó có thể là phun qua lá và có những loại nó chỉ tưới gốc ha. Thì mọi người trước khi xài loại phân gì thì mọi người nên xem kỹ hướng dẫn sử dụng của nó ha. Rồi còn về phân dynamic phân gà nén ha, tức là nó đã qua xử lý sạch. Thì đối với phân gà nén nén viên cái viên nó cỡ đầu đũa ăn mình vậy Thì mọi người đập ra, mọi người đập nhuyễn ra ha. Thì mọi người pha với cái giá thể để mà mình sau này mình gãi lên ha. Mình pha với giá thể là với tỷ lệ là 3 phần, ba phần là giá thể. Ha, phần phân. Chứ không có nhiều quá ha, nói chung là cũng nhiều. Tại vì phân hàng đây nó mất nó là do dạng là phân tan chậm khi mà mọi người tưới nước á, người phun phun ướt lên ha, thì nó bắt đầu nó mới thấm xuống, thì cây mình nó mới ăn ha. thì uh, hai loại phân đó thì em thấy là thích rất thích hợp đối với những cái cây mà dạng thọ á, mà nó được một cặp lá đầu tiên mà nó hơi to một xíu ha, thì uh, em cho cái tỷ lệ đó em gọi là tỷ lệ nhấp phân ha. còn về mà hằng uh, Phân con anh nào bị ca ha, đối với cái con thì em không có xài ha, em không có xài. Thì nói chung là cũng có rất nhiều là những anh em mà kinh nghiệm ha thì cũng xài nợ bk ha thì còn về mà dạng mà những người mới tập chơi cũng giống như em chơi tại nhà đi ha thì mình nên đi hữu cơ cho nó nhẹ phân ha nó nhẹ phân yếu em nói là nhẹ là nhẹ cái liều lượng ha tức là cái nồng độ nó nó không làm hại cho cái cây của mình ha rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha hẹn mọi người lại clip sau ha